Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu đến quý vị và các bạn về chuyên đề truyền thông báo chí bẩn. Trải qua bao triều đại đều lấy tư tưởng Phật giáo làm chủ đạo để phát triển đất nước. Thăng trầm của Phật giáo cũng là thăng trầm của dân tộc. Thăng trầm của dân tộc cũng là thăng trầm của Phật giáo. Văn hóa bản địa gắn liền với triết lý nhân sinh của Phật giáo và ngược lại, triết lý nhân sinh của Phật giáo làm cho văn hóa bản địa càng phong phú và vững chãi hơn. Từ đầu năm tới giờ, với sự chủ đích của báo chí đồng loạt tấn công Phật giáo trên mọi phương diện, đọc qua có vẻ như là tình cờ, nhưng sâu chuỗi lại các sự kiện khiến khó thể nhận ra một âm mưu đứng đằng sau. Sự vụng về tới mức yếu kém khi đối phó với truyền thông bẩn đã phơi bày từ lâu, nhưng các cấp lãnh đạo của giáo hội loay hoay để đối phó như một đứa trẻ lên ba đứng trước một con sói. Bên cạnh đó, một đám tự xưng tiến sĩ nghiên cứu về Phật học hồ theo, cấu rỉa làm cho đối tượng bị đánh phải chết hẳn mới hả dạ. Thật buồn thay khi bây giờ những vấn đề như biển đảo, chính trị đang trong giai đoạn nóng bỏng thì không một tờ báo nào thèm đá động tới. Báo chí cố tình hướng dư luận theo tiêu đề hãm hiếp, cướp của, giết người, mê tín dị đoan và chù chiền trục lợi để che đi những thối nát đang nóng từng ngày. Phật giáo du nhập vào đất nước hơn 2.000 năm và luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường. Trong những lúc nguy nan của dân tộc, Phật giáo luôn luôn là cánh cửa tiên phong để đấu tranh bảo vệ dân tộc trước nanh vuốt của kẻ thù. Vì những lý tưởng cống hiến cao cả đó mà Lý Nam Đế khi xưng được xây dựng được nước Vạn Xuân, bước đầu tiên là ông cho xây dựng ngôi chùa có tên Khai Quốc, lấy Phật giáo cố kết nhân tâm để bảo vệ đất nước và trước kẻ thù hùng mạnh. Trải qua bao triều đại đều lấy tư tưởng Phật giáo làm chủ đạo để phát triển đất nước. Thăng trầm của Phật giáo cũng là thăng trầm của dân tộc. Thăng trầm của dân tộc cũng là thăng trầm của Phật giáo. Văn hóa bản địa gắn liền với triết lý nhân sinh của Phật giáo và ngược lại, triết lý nhân sinh của Phật giáo làm cho văn hóa bản địa càng phong phú và vững chãi hơn. Lịch sử văn hóa hơn 2.000 năm của dân tộc, tư tưởng chủ đạo là Phật giáo. Vì vậy, trước khi muốn đánh cho tiêu tan một quốc gia thì phải đánh vào văn hóa trước. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Nếu không có văn hóa thì đất nước đó coi như bỏ đi, vì không trước thì sau cũng diệt vong. Nhìn lại những vấn đề được truyền thông bẩn dàn dựng và sự hùa theo một cách vô thức của người Việt khiến cho không ít nhân sĩ trí thức phải đau lòng. Sự việc chỉ một phần thì truyền thông thiêu dịch lên 100 để câu like, thu hút người đọc một cách rẻ tiền và vô lương tâm tới mức hèn hạ. Vấn đề tâm linh thì báo chí dựa vào tiêu chuẩn nào để nói là mê tín? Dựa vào sự kiểm kê của cơ quan nào mà nói thu nhập 100 tỷ thì người đọc không cần biết. Người đọc chỉ quan tâm tới vấn đề báo chí nói là đúng, còn cùng nhau lên án ném đá một kích nhiệt tình. Bên cạnh đó, những nhà triết học đạo đức bắt đầu phê bình bằng ngôn từ thóa mạ, nặng nhất có thể, miễn sao thấy mình nói sướng cái mồm là được rồi, còn hậu quả như thế nào miễn cần nghĩ tới. Cứ việc lên án, cứ việc ném đá, cứ việc dàn dựng tất cả mọi việc theo hướng tiêu cực. Nhà truyền thông bẩn dàn dựng rồi một ngày không xa nữa, những kẻ đó góp phần
đẩy dân tộc này vào diệt vong. Những tôn giáo công khai chống chính quyền, chống lại dân tộc, lừa đảo mê tín dị đoan rõ ràng thì không một ai nhắc tới. Phật giáo có vấn đề gì thì đám truyền thông phải súng lại câu like giật tít nhằm mục đích thu hút người đọc càng nhiều càng tốt. Những bọn lợi dụng phá hoại thì càng tha hồ nước đục thả câu. Người ngoài cuộc nhìn theo hướng vô cảm thì không cần tìm hiểu, không biết đúng sai thì không nói làm gì. Nhưng những người trong cuộc, nhất là các tiến sĩ, các nhà nghiên cứu Phật học, lấy tư tưởng của mình để bình luận vấn đề, góp phần đẩy sự việc đi quá xa. Bên cạnh đó, giáo hội loay hoay hay vô cảm tới tội nghiệp khi im lặng là vàng, khiến cho đám tiến sĩ nhà nghiên cứu muốn giải bày tư tưởng Phật giáo bắt truyền thành tư tưởng của mình, phủ nhận những gì tồn tại thuộc về tâm linh theo cách nghĩ của họ. Giáo hội cứ im lặng, mặc kệ ông hay bà nào nói gì thì nói, muốn diễn giải Phật giáo ra sao cũng được, miễn sao không đụng tới chùa của mình là được rồi. Xử lý vấn đề non kém để truyền thông bẩn có cơ hội phá rối. Đã tới lúc nhìn lại những vấn đề trong giáo hội, trước những làn sóng xâm lược phá hoại có chủ đích nhắm vào Phật giáo, trước những âm mưu cải đạo nhằm vào tín đồ Phật giáo với mục đích đen tối, đoàn kết vững tâm hay lựa chọn con đường diệt vong, đó là dấu hỏi lớn. Tất cả đều nằm ở sự lãnh đạo khôn ngoan và có tâm của giáo hội. Chúng tôi mong chờ sự sáng suốt đó. Bài viết của Phong Vân. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính thưa các bạn, tiếp theo mình sẽ làm đề tài sức nặng của ngoại bút. Đương nhiên, sức nặng ấy không phải đến từ khối lượng thực của cây bút hay cái ngòi, mà ở đây muốn nói đến cái tâm của người cầm bút, cái tâm của người làm nghề viết lách. Một, sức nặng của ngòi bút đến từ chính nội dung chân thật và ý niệm chân chính của người truyền tải thông tin. Ở đây tôi muốn nói đến vai trò của người làm nghề báo, phóng viên, nhà báo. Nội dung chân thật từ lao động nghề nghiệp một cách nghiêm túc, thông qua quá trình tác nghiệp, thu thập tin tức, thể hiện bài viết có thể là một bằng sức, bằng chứng sắt đá cho những hành vi sai phạm pháp luật hoặc đi ngược lại đạo lý làm người, làm nghề của một số đối tượng bất hảo. Do vậy, khi một cây bút có sự nghiêm túc, chân thành, cẩn trọng nói, viết, trình bày sự thật như chính nó, thì cũng góp phần làm cho người tốt đẹp hơn, biết chùn tay trước cái xấu, cái ác hơn, xã hội từ đó cũng tốt đẹp hơn. Làm đẹp xã hội, làm đẹp thêm cuộc sống, đương nhiên không chỉ mỗi việc làm tồi tà, lên án cái xấu, mà còn phải phụ chánh, tuyên lưu cái tốt. Nhịp cầu giữa những người cùng những việc làm thánh thiện nơi họ sẽ được nói thông qua những người làm công tác truyền thông. Tất nhiên, khen ngợi một người, tuyên dương một người trên mặt báo nếu đúng và đầy đủ về họ thì không chỉ giúp vững lòng tin, còn hưng phấn cho những hành trình sống đẹp tiếp theo. Giữ gìn được bản sắc tốt đẹp vốn có đã xây dựng, đồng thời cũng là giúp cho những người còn yếu đuối, còn niềm tin vươn lên, để cho những người còn mờ mịt trong bóng tối thấy được một điểm sáng, một tia sáng mà hướng tới.
và cũng sẽ thắp sáng được chính mình trong bản năng lương thiện nơi cội nguồn tâm thức. Lao động nghề nghiệp nghiêm túc cũng là một thể hiện của cái tâm trong sáng. Chánh trực của người làm báo, tất nhiên cái tâm của người làm báo còn thể hiện ở chính ý niệm và tư tưởng truyền tin của người ấy. Một bản tin đúng y chang sự thật lan truyền đi có thể được đánh giá cao về việc thông tin chân thật, nhưng đôi khi lại không được đánh giá cao về tính chất nhân văn của người truyền tin. Không chỉ là phóng viên mà là cả ban biên tập của một tờ báo. Ví dụ như vụ việc nêu tên thật của một người kèm lời bình phẩm khi người ấy chưa bị cơ quan điều tra kết luận là tội phạm, thì e rằng đó là một bản án thiếu nhân đạo mà nhà báo vô tình hoặc cố ý đóng vai quan tò. Tự kết án một con người, kết án một người một cách công khai đôi khi cũng là kết liễu tương lai, thậm chí mạng sống người ấy, cũng như làm dấy lên rất nhiều nỗi khổ, niềm đau cho những người thương, thân thương của họ. Đó là chưa nói với thế giới quan của đạo Phật luôn thấy trong con người ấy có Phật tánh, hạt giống thiện lành. Trong chiều sâu của sự thật về vô thường, họ hoàn toàn có thể thay đổi theo hướng tích cực. Vì vậy, khi ta kết án ai đó là xấu hoặc tốt một cách tuyệt đối, liệu đó có phải là bản án nhân đạo, là có tâm, có tầm đối với nghề thư ký của thời đại, với mục đích tối thượng là góp phần thay đổi con người, xã hội theo hướng tốt đẹp lên? Hai, ở một góc nhìn khác, ta thấy sức nặng của ngòi bút cũng có thể đến từ cái tâm thiếu trong sáng. Khi ta đã để mình vấy bẩn tâm hồn, dính líu vào danh lợi, thì khi đó ngòi bút chắc chắn sẽ bị bẻ cong. Bẻ cong ngòi bút là khi ta viết ra những điều thiếu chân thật theo đặt hàng, nhưng không phải là đặt hàng từ bạn đọc, từ những người gửi gắm tình yêu nơi mình, mà là từ những thế lực đen tối có nhiều quyền và lắm tiền. Có khi cái giá cho một bài báo không phải chỉ đơn thuần là nhũng bút, mà còn là một khoản rất nặng tay được trao và nhận dưới dạng quà biếu kèm phong bì, mà nhà báo khi nhận phải cúi đầu dạ vâng hứa hẹn. Đau lòng là thực tế. Có những nhà báo đã không chỉ nhận từ sự gợi ý lo lót của chủ thể sai phạm, mà còn đi gợi ý ngược, thậm chí dọa đăng bài hạ uy tín được nhận khi thói ăn bẩn đã hình thành và gây nghiện trong người. Đôi khi ngòi bút bị bẻ cong còn là thái độ im hơi lặng tiếng trước hay một nhiều sự thật mà nhà báo biết rõ là bất công, là thối nát, là hỏng hết cả một bộ sậu, cả một dàn anh chị từ trên xuống dưới. Nhưng nhà báo không dám hó hé vì họ có thế lực, họ có đủ quyền hành để có thể bịt miệng mình. Thứ quyền hành đến từ sự tác oai, tác quái, coi trời bằng vuốt, hăm dọa đến hành hung người khác tác nghiệp. Và đó cũng có thể là sự bịt miệng bằng những tờ polymer xanh đỏ với chiêu thức tương tự như trên, gọi là trám họng. Khi nhà báo không đủ dũng cảm hoặc không đủ tỉnh táo, cũng như không đủ sức mạnh để vượt thắng trước uy quyền, sự ngang ngược và cả sự ngọt ngào của lời lọc bất chính, thì sẽ để cho những ngòi bút bị tịch. Sức nặng này
đôi khi ta cũng phải hiểu và cảm thông. Bởi nhà báo thì cũng là con người bình thường như bao người. Về mặt xã hội cũng có gia đình, có người thân, nên nhờ có gì thì nỗi oan, nỗi khổ thấu trời ấy ai sẽ gánh? Ngoài người thân, gia đình và trong thâm tâm của nhà báo, do vẫn là người bình thường nên hạt giống tham sân si vẫn còn. Vẫn có lúc không thể thắng được ma quân trong mình với những bày biện rất đẹp, rất thích thú nhằm đánh bật chắc thép sự vững chãi, thẳng thắn, trung thực, thanh liêm, khí chất đòi hỏi ở người cầm bút. Và cũng chính vì lý do đó mà người làm báo cần được bảo vệ, tất nhiên trước tiên là cơ quan chủ quản cũng như hội nhà báo. Hội đoàn nghề nghiệp chính thức được công nhận với vai trò là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà báo, kế đến là dư luận, là bạn đọc thân thương, người đi cùng người làm báo trên từng trang báo. Ở đây vai trò phản biện và bảo vệ quyền lợi cũng như những thứ xung quanh, người làm báo cần phải thực thi bằng sự tận tâm, bằng trái tim thì mới truyền được lửa cho nhà báo. Những chiến sĩ trên mặt trận thông tin tư tưởng, còn bạn đọc dư luận thực chất đã từng cùng với tòa soạn, bảo vệ phóng viên, những cây bút yêu nghề, có tâm và tầm mà họ yêu kính bằng những sự phản biện hợp tình, hợp lý của mình. Từ sự bảo vệ đúng luật, hợp lòng người, có lý lẽ, có tình, như vậy chắc chắn là người năng lượng lành, tiếp sức và tiếp lửa cho những người cầm bút. Những thế hệ cầm bút tiếp nói, vững chãi, nuôi lớn tâm với nghề, nghĩa là nuôi lớn ý thức tác nghiệp nghiêm túc cũng như ý thức truyền tin trong tình thương, sự hiểu biết để tránh những sự thật lan truyền và gây nên những tổn thương ghê gớm trong lòng người. Tưới tẩm những hạt giống bất thiện, sân si, tham muốn, đua đòi trong người tiếp nhận nói chung. Và khi cùng với suy nghiệm đó, người làm báo thiết nghĩ cũng cần nguyện với lòng là phải xứng đáng với tín yêu của bạn đọc bằng cách sống và viết từ trái tim nóng bỏng, từ cái đầu tỉnh táo bao dung. Đó là phần chức năng của ngòi bút và đạo đức nghề nghiệp của phóng viên nhà báo, bài của Lưu Đình Phong. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.